Cô chú, các anh chị và các bạn thân mến, hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm nay Ngân đang trở về đây để chuẩn bị quay trở lại thăm cũng như là tìm hiểu về năm cái hộ gia đình mà trước đây Ngân đã từng ghé thăm. Và phía sau đây cô chú ạ là đúng là cái có thể nói là cái gò sống biệt lập của năm hộ gia đình và cũng là năm chị em, năm anh chị em họ hàng trong nhà. Năm hộ gia đình này cô chú ạ ở trong này đặc biệt khó khăn. Trước đây thì Ngân có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã khoan hai cái giếng cho năm hộ gia đình, và Ngân cũng vừa nắm được cái thông tin là trong cái hộ gia đình có một đặc biệt nhất là có cái hộ gia đình của hai cháu nhỏ có mẹ bỏ rơi, còn bố thì bệnh. Nhưng mà cách đây vài hôm thì Ngân có nhận được cái thông tin là bố các cháu cũng đã vừa mất rồi. Bây giờ thì mời toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng theo chân Ngân đi vào trong năm cái hộ gia đình để cùng tìm hiểu cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Những ngôi nhà sàn xuống cấp rất là trầm trọng. Đây là ngôi nhà sàn đã chắc là không có người ở nữa cô chú ạ. Ngân thấy là tan hoang. Đấy, ở bên kia thì còn có những cái chiếc nồi cơm điện chắc là hỏng rồi ở đây. Đây. Và ở trên nhà thì Ngân thấy là có những cái tủ vẫn còn đặt ở trên nhà. Nhưng vách của ngôi nhà thì không còn nữa. Có cả những chiếc mũ ở trên nhà. Thật sự cũng không biết là người chủ của cái ngôi nhà này là đang ở đâu. Bây giờ thì Ngân sẽ lên chính trên cái căn nhà mà của năm hộ gia đình. Chào em nhá. Chào chị. Chào cả gia đình mình. Chào mê đó. Mê khỏe cho mê. Thầy bảo con quang lắm. Mê bất tí là chị ạ? Bất tí lù đây. Tịt lù à mê ạ? Chào mắt đám đét có nhà chẳng mê? Có. Dạ. Dạo này khuấy làng cho mê không? Thường mới thầm những cái ứ như vậy. Mình đi dòng làng khế. Dạ, cảm ơn mê ạ. Khách thầm ạ. Là cho em bé kẹo nhỉ, chia nhau nhỉ, nào, nhá, xin nhá, rồi bốn cái nhá, bốn cái nhá, cười rồi. Tớ thôn lai bên nhà liền nhớ mới nhớ, liền mới manh nhớ. Còn lai bên em éo giống éo thế mẹ. Đây trước mắt Ngân đây là ngôi nhà sàn của cháu Liên và cháu Mạnh. Đây là cũng là trong một trong hai cái trường hợp mà theo như Ngân là thấy là khó khăn nhất của chú ạ, bởi vì phía trước bên kia của chú cũng là ngôi nhà sàn của một cháu nhỏ ở với mẹ, còn bố là con trai của bà hồi nãy cũng mất cách đây vài năm rồi. Và còn đây thì chính là ngôi nhà sàn mà Ngân cũng vừa nắm được cái thông tin là bố các cháu vừa mất đây. Thì Ngân sẽ lên trên nhà. Chào các cháu. Liên ơi, con đặt cái này lên cho bàn thờ cho bố được không? Đặt một gói nhé. Đặt một gói lên cho bố nhé. Còn cái này đấy con, hai chị em chia nhau ăn nhé. Thế chuẩn bị cho bữa tối rồi à? Xem nào. Có gạo à, nồi cơm à, hai chị em nấu bằng này à? Thưa ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thật sự là ngày hôm nay Ngân trở về để thăm hai cháu, cảm giác cũng rất là nhói lòng cô chú ạ. Cách đây vài tháng thôi, khi mà Ngân trở về đây để lắp cái bồn nước cho
năm hộ gia đình ở đây thì còn được trò chuyện với bố của các cháu. Nhưng ngày hôm nay khi mà biết tin và trở lại đây thăm thì đã thấy di ảnh của bố và các cháu rồi. Một cái sự buồn và cũng rất là nhói lòng. Cũng không biết là tương lai của các cháu từ đây về sau là sẽ như thế nào, khi mà chỗ dựa tinh thần duy nhất là bố cũng không còn nữa rồi. Mẹ của các cháu thì đã bỏ đi cách đây vài năm rồi, cũng rất là lâu rồi. Bây giờ hai đứa trẻ nương tựa bám víu vào nhau trong căn nhà sập xệ này. Thế hôm nay hai đứa có đi học không? À, đi học buổi sáng buổi chiều là không đi học, vẫn đi học được bình thường đúng không? Thế bình thường bây giờ bác Ngân hỏi này, thế bố mất lâu chưa? Mới mất à? Bố làm sao mà mất à con? Bị đồng kinh hả? Lúc đấy có các con ở nhà không? Chứ không lúc đấy là có mang đi cấp cứu hay gì không con? Tết đúng không? Thế là cũng còn mới đây. Bởi vì là cái hôm mà bác Ngân về đây để thăm các cháu xong rồi lắp cái bồn nước thì vẫn còn được nói chuyện với bố cơ mà. Bác Ngân cũng rất là bất ngờ, bởi vì bác Ngân không nghĩ là có thể là thấy mấy lần hai ba lần ghé thăm vẫn thấy là bố cũng còn xuống để nói chuyện với bác được. Nhưng mà ngày hôm nay thì bác về đây thì bố mất rồi. Nhanh thôi, hai đứa cố gắng nhé. Thế từ khi bố mất thì hai đứa cũng sống ở trên ngôi nhà sàn này ở một mình nhé hả? Thế việc ăn uống của các cháu là như thế nào? Cũng bình thường à? Thế hàng ngày ăn bằng cái gì? Rau. Ăn rau à? Vâng, cảm giác rất là xúc động của chú, bởi vì thật sự là thấy các cháu khổ quá. Thế bây giờ bố mất thì các con tính làm sao về cuộc sống sau này? Ai lo cho các con ăn học? Không biết. Không biết à? Ở dưới kia thì nhà dưới bà nội thì còn mỗi bà nội đúng không? Bà nội với bác à? Vâng. Bác cũng nằm ở trên nhà đúng không? Vâng. Bác cũng không dậy được đúng không? Vâng. Bác là anh trai ruột của bố à? Vâng. Thật sự Ngân cũng có cái điều rất là thắc mắc cô chú ạ, không hiểu làm tại sao năm gia đình họ hàng ở đây thì có ba anh em ruột, thì trong đó có bố của các cháu ở đây, còn một người anh nữa là cũng mất rồi, và bố của các cháu ở đây, đây là cháu Liên và cháu Mạnh thì bố cũng vừa mất, còn một người anh thì hiện tại là bệnh cũng rất là nặng, không có để đi lại được, là cũng phải nằm liệt ở trên nhà, cho nên là Ngân cũng cảm giác rất là lo sợ, là bởi vì là có lẽ là trong cái cơ thể của bố của các cháu với lại các bác ấy, thì có một cái gen di truyền gì về bệnh hiểm nghèo, có lẽ là như vậy, cho nên là mới đều mất sớm như vậy. Rất khổ cho các cháu là bây giờ mẹ đã không còn nữa rồi, mẹ là coi như là cũng ra đi biệt tâm biệt tích mấy năm nay rồi, bây giờ thì bố thì cũng mất nữa, không biết là tương lai của các cháu này sẽ như thế nào. Thế hôm vừa rồi thì bố mất thì mẹ có về không con? Về một tí thôi ạ. Về có một tí thôi à? Vâng. Thế về xong rồi bắt đầu lại đi luôn à? Vâng. Thế mẹ có nói điều gì với các con không? Không. Có gặp các con có ôm hay là có gì động viên câu nào không? Không. Không nói chuyện câu nào? Vâng. Đấy, có nghĩa là về chỉ về để thắp một cái hương xong rồi bắt đầu đi luôn à? Lúc đấy không, vừa mới mang về, vừa viện về xong rồi vào luôn. Và có một tí xong lại về. Lúc đấy là chưa kịp làm cái hậu sự gì đúng không? Và cũng vừa mang bố mất rồi từ bệnh viện về thôi đúng không? Vâng. Thế bây giờ các con ở như thế này thì có gạo để ăn không? Không có. Không có. Không có nhiều à? Vâng. Nên là cũng
chỉ là cũng cậy nhờ vào bà nội thôi đúng không? Vâng. Bà nội thì năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi còn gì nữa. Vâng. Bây giờ buổi đêm là cứ hai đứa cứ nằm ngủ, hai chị em nằm ngủ trên này đấy à? Vâng. Còn một buổi thì cháu đi học. Vâng. Bình thường ấy, còn một buổi thì con đi làm cái gì không con? Có. À, thì bình thường bây giờ con đi làm cái gì để có tiền? Vâng. Để mua được cái mắm với muối chứ? Thế người ta, các bác gọi đi làm thuê, làm có mía cùng ạ. À, thế cũng cháu, con cũng đi làm thuê chung luôn. Vâng. À, thế đúng ra năm nay thì được bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi. Vâng. À, Mạnh thì bao nhiêu tuổi rồi Mạnh? 10 tuổi hả? Vâng. À, hai chị em 13 tuổi mà phải đi làm thuê rồi. Vâng. Thế thì mỗi lần đi như thế thì được bao nhiêu tiền? Được. Có lần được 150.000. À, đi cả ngày. Vâng. Ừ, thế là chỉ đi vào hôm nào mà chủ nhật hay là không nghỉ học thôi đúng không? Vâng. À, chứ còn không thì bình thường thôi, vẫn phải đi học mà làm sao nhỉ? Vâng. Thế con cũng nghĩ là mình phải nghỉ học để nuôi em không? Chắc có. À, chắc là có à? Vâng. Thế con cũng có cái dự định, cái ý nghĩ là phải nghỉ học à? Hay là thế nào? Ừ. Thôi bây giờ cứ phải cố gắng từng bước đi nhá. Để biết làm sao được nha. Vâng. Ừ. Ngày hôm nay bác về bác cũng bác nắm được thông, bác biết được thông tin, vừa biết được thông tin. À, bác cũng cảm thấy rất là thương xót cho các cháu. Vâng. Bởi vì là hoàn cảnh đã ngặt nghèo như thế rồi, đã khó khăn, đã éo le như thế rồi. Mặc dù là lúc bố còn sống ấy, thì bố cũng bệnh tật, bố cũng không nuôi được các cháu đàng hoàng, nhưng mà ít ra cũng còn có bố của mình đúng không? Yeah. Còn có chỗ dựa tinh thần, còn đi ra đi vào thì còn có bố. Còn bây giờ thì bố mất như này thì hai đứa thì lại gọi là lẻ loi, là không có một chỗ dựa nữa rồi. Yeah. Mẹ như thế là xác định là mẹ cũng bỏ các cháu rồi. Ừ. Bởi vì là về cũng chỉ về được một tí như thế. Ừ. Trên ngôi nhà sàn chật hẹp, rất là nhỏ và rách nát tả tơi. Trên mái thì rột nát tắng bằng những cái bao ni lông, cho đến dưới sàn nhà cũng rách nát cô chú ạ. Các cháu không có cái gì cả, không có một cái tài sản gì trong nhà cả, ngoài những bộ quần áo rách, những chiếc chăn, chiếc chiếu cũng cũ kỹ. Còn đó là di ảnh của bố của các cháu. Có lẽ em anh ra đi cũng có rất là nhiều những trăn trở, có nhiều cái tình thương và nỗi lo, bởi vì con cái còn rất là nhỏ, nhà cửa thì không có, không ai nuôi nấng. Thật sự một là cái trường hợp, một hoàn cảnh quá là bi thương của chú ạ. Bây giờ các cháu bác đi cứu sống ở nhau như thế này và không biết là tương lai sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào. Cái nước này là con lấy từ dưới giếng đấy hả con? Vâng. Dưới giếng mà bác Ngân khoan đấy đúng không? Vâng. Cái này thì hôm vừa rồi là cái bồn nước là dịch đi chỗ khác hả? Vâng. À, hôm có việc thì các bác dịch trong kia. Có việc thì cần sân đúng không? Vâng. À, là hôm bố mất luôn đó hả? Vâng. À. Tuổi cháu bây giờ phải nuôi em, phải lo cho em và phải kiếm tiền bằng cách là đi bóc mía, đi làm thuê cùng các bác. Thật sự là một tuổi thơ quá là bi thương. Mẹ ở nhà nấu cơm á, chị đi hái rau ấy. Thì để
cháu chuẩn bị cho bữa tối của hai chị em đây. À, lúc bố còn sống là bố trồng cái vườn rau này đó hả? Vâng. À, bà Ngân thấy cũng có cái gì rau nữa đâu. Ăn hết rồi, nó trổ bông hết rồi. Vâng. Ở đây có cả rau dền kìa. Rau dền. Vâng. Rau dền xong rồi có cả rau... Rau gì đây giờ? Rau tầm bóp đấy. Vâng. À, thế bữa ăn của hai chị em cứ thường diễn ra như thế này đó hả con? Vâng. À. Thế bây giờ các con cứ như này thì sống qua quýt như thế này thì lúc hết gạo thì làm thế nào? Thì sang bà xin ạ. À, sang bà xin à? Vâng. Nhà bà cũng không có thì làm thế nào? À, không biết kiểu nào. Vâng. À, có nghĩa là bây giờ là cứ được sống như thế nào thì qua ngày nào này hay ngày đấy à? Vâng. Cháu 13 tuổi. Cha còn mẹ là phải là trụ cột để nuôi em rồi, thực sự là quá là khó khăn, nhà cửa thì không có, thế là không có một cái tài sản gì, không có một cái gì thì có thể là mưu sinh được. Trụi hết rồi con ạ. Mùa đông nó lạnh nó có nên mấy đâu. Vâng. Với lại chắc là ăn nhiều quá, ăn liên tục quá. Vâng. Thì cho nên là nó cạn kiệt hết rồi. Thế bữa trưa nay hay chị em ăn cái gì? Cũng ăn rau. Cũng ăn rau thôi à? Vâng. À. Thế bố mất trước Tết như vậy thì Tết năm nay thì các cháu như thế nào? Có gì đồ ăn không? Bác ở bên nhà mua cho. À, bác mua ở bên nhà mua cho cái gì con? Cho thịt à? Vâng. Cho là cho ít đúng không? Vâng. Ờ, thì bây giờ hết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Tầm này thôi để phần cho ngày mai ạ. Để phần cho ngày mai á? Vâng. À, cái phần rau ở trên cái thủa rau này gì? Dạ. Ờ, thôi thế tôi cắt từng đấy thôi. Thế nhưng mà về cái này thì định làm món gì? Chắc là nấu lên. À, nấu lên á? Vâng. Ừ. À, vậy là hôm vừa rồi có việc của gia đình mình như thế là chuyển cái bình nước qua đây đấy hả? Vâng. À, thế bây giờ là chỗ này là cũng tắm giặt ở chỗ này luôn à? Vâng. Ôi, thì bác thấy tắm tạm những cái tấm bạt rách hết như này rồi thì tắm như thế nào được? Tối. À, tối à? Trời tối mới tắm. Vâng. À, đây chính là cái chỗ sinh hoạt tắm rửa của các cháu đây. Tắm tạm bằng cái tấm bạt quanh thế này. Thế trên cái đấy là cái gì hả Liên? Dạ. Cái đấy là cái gì hả con? Nước. À, nấu nước à? Vâng. Nấu nước trước để cho rau vào. Vâng. À, cái nhà còn có dầu ăn hay có nước mắm gì không? Không. À, không hả? Vâng. Thì nấu không lên như thế hả? Vâng. À, trời ơi. Có muối trắng à? Vâng. Khổ quá. Bên cạnh nhà của hai cháu bé mồ côi là cháu Liên và cháu Mạnh thì ngày trước Ngân về đây thăm á, thì còn cái ngôi nhà sàn bên này nữa cô chú ạ. Nhưng ngôi nhà sàn này là trường hợp của hoàn cảnh của một cháu ở với mẹ, cũng là bác của cháu Mạnh và cháu Liên, thì bác trai cũng mất vì bệnh hiểm nghèo rồi. Bà ơi, thế bố của các cháu ấy mà mất thì chính xác là mất được bao lâu rồi bà có nhớ không ạ? Ăn hơn khoảng 10 ngày là đến Tết thôi chúng con ạ. Còn 10 ngày là đến Tết à chị? 10 ngày đến Tết. À. Hả? Có kháng cân ở đây. Thế thì 12 tháng 1 à?
12 tháng 1 thì bây giờ là hôm nay là 14 tháng 2, vậy là vừa được hơn một tháng thôi. Và là mất trước Tết có mấy hôm thôi. Và thế bây giờ các cháu cứ sống qua quýt như thế đấy hả bà? Ừ, cháu nó cũng nó ở nhà na đó, và thỉnh thoảng lại chăm hỏi cháu đó. Dạ, thỉnh thoảng bà cũng sang thăm cháu. Ừ. Vâng. Thế bây giờ các cháu sống ở đấy thì ăn uống thì lấy đâu gạo, lấy đâu đồ ăn bà nhỉ? Cháu nó lại có cái thỉnh thoảng này chẳng có đó thì thầy giáo này cho hồi trưa nữa cái gạo. Cho ít gạo nó với... ăn đi đây nhỉ. Vâng. Vậy là trên nhà trường thầy cô giáo là hỗ trợ một tháng là một yến gạo hay là chăng hay là... cho căn cả thịt ở đây. À cho hôm Tết thôi. Ừ. Thế nhưng về lâu về dài thì lại chưa có cái gì đúng không ạ? Ừ. Và bây giờ là các cháu là mồ côi rồi đấy. Ừ. Coi như là bây giờ thì không có bố nó mẹ thì bỏ đi như thế rồi. Và bây giờ còn trông chờ vào bà các bà với các bác ở đây thôi đấy. Ừ. Mà nhà nào cũng khó khăn như thế nhỉ. Và, anh ở trên nhà là cũng bị bệnh chị nhỉ, bà nhỉ, chị nhỉ đúng không, bệnh gan ạ. Bây giờ cũng không đi làm được cái gì cả không ạ, nằm ở trên nhà đấy đấy mà suốt ngày như thế đấy. Và cả dù mấy tỷ mà bà cứ trúng cây thì bà lên là lúc là vậy, bà đi làm có lúa hả? Và thì hại thì có. Vâng, bà còn làm những công việc như thế luôn ấy. Đi cấy. Chẳng có là ngày là cho như thế thì không làm không biết ai làm cho, bà nói như thế. Cố gắng. Vâng, thôi thế bà cố gắng bà nhé. Vâng, con thì lên xem các cháu nó nấu cơm chín chưa để cho xem các cháu ăn uống như thế nào, xong rồi chúng cháu cũng phải xin phép thôi bà, bởi vì cũng sắp tối rồi. Từ đây đi về cũng hơi xa, đường này khó đi bà. Vâng, bà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe bà nhé. Dạ, cảm ơn bà. Chín rau chưa hả con? Chín rồi á? Dạ, bác Ngân xem nào. Thế nào? Cái đây là nồi cơm à? Nồi rau. Xem nào, nấu như thế nào nào? Hai chị em buổi tối nay nấu như ăn như thế nào nào? Ôi, sao nghe nặng đấy, cho nhiều nước à? Ui. Đây, cô chú ạ. Bữa tối của hai chị em là những cọng rau, rau rền, rau cải mà hồi nãy cháu Liên đi cắt đây. Cháu cho vào nhiều nước như này thì uống vừa làm canh vừa làm thức ăn à? Vâng. Ừ. Trong veo như này có không có mắm, có muối gì đúng không? Có. À, con cho cái gì rồi? Muối với mì chính. Cho muối với mì chính. Vâng. Muối muối trắng đấy hả? Vâng. Không không có dầu ăn. Vâng. À. Thôi cố gắng nhé. Vâng. Lần sau vài hôm nữa bác sẽ cố gắng quay lại, bác sẽ mua cho hai đứa ít đồ ăn, nhu yếu phẩm nhé. Vâng. Hôm nay bác không biết như thế nào để mà mua cho hai đứa. Vâng. Lần sau bác sẽ mua cho dầu ăn rồi mua cho một ít thức ăn nhá. Vâng. Để bây giờ thì chuẩn bị hai chị em có tắm rửa không thì chuẩn bị tắm rửa đi, xong rồi bắt đầu ăn cơm nhá. Vâng. Thì bây giờ bác Ngân hôm nay bác cũng chỉ ghé thăm các cháu được như thế thôi. Vâng. Bác cũng chưa có cái gì để giúp các cháu cả. Vâng. Thì hai đứa hai chị em bây giờ thì cũng phải cố gắng lên. Mạnh phải ngoan cho chị nhé Mạnh nhé. Phải nghe lời chị nghe chưa? Thấy Liên có gì thì cũng bảo ban em nhá. Hai vâng. Chị em cố gắng bảo ban nhau mà sống nhá. Vâng. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị. Ngày hôm nay quay trở lại thăm xóm nghèo, một cái gò nhỏ của xóm ngay xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình. Thật sự đã hình dung ra trước những cái khó khăn của những cái hộ gia đình trong năm hộ gia đình ở đây, nhưng thật sự Ngân cảm thấy cũng rất là buồn, rất là xót xa cho trường hợp đặc biệt nhất là hoàn cảnh của cháu Liên và cháu Mạnh ở đây. Hai chị em đã không còn bố, không còn mẹ, lại nằm trong cái hoàn cảnh mà cực kỳ là khó khăn, tài sản trong gia đình không có cái gì cả. Thậm chí bữa ăn hàng ngày các cháu bây giờ cũng còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ cứu mang của thầy cô giáo. Bà nội đã năm nay đã lớn tuổi lắm rồi. Thật sự là không biết sau này cuộc sống của các cháu sẽ như thế nào.
sẽ đi về đâu, thì phía trước đó là một cái tương lai mù mịt như thế này, không có một chỗ dựa dẫm, không có một cái hy vọng. Ngân thực sự rất là mong sẽ nhận được những cái sự giúp đỡ của cộng đồng, của xã hội, của ông bà cô chú để giúp các cháu có thể là vơi đi những cái khó khăn, vơi đi những cái nghèo nàn của hiện tại, để giúp các cháu ít nhất cũng có những cái bữa ăn đàng hoàng, có cơm có gạo, cô chú ạ. Video ngày hôm nay Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi, để hy vọng vào những điều tốt đẹp đến với các cháu. Ngân kính chúc toàn thể các ông bà, các cô chú, anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Xin hẹn gặp lại toàn thể ông bà, cô chú và anh chị ở những video tiếp theo. Thôi bây giờ thì bác về nhá. Wow. Các cháu chuẩn bị ăn cơm đi nhá. Wow. Rồi tạm biệt các cháu, ngoan nhá. Wow. Hai đứa ngoan nhá. Wow. Rồi bác về nhá. Ừ, rồi bác chào nhá. Wow.